Hello mọi người đã đến đây tập Pilates với Phoebe. Làm sao để có cơ bụng 11 và thắt eo? Các bạn sẽ cần một trái banh nhỏ cho bài tập ngày hôm nay. Nếu bạn không có thì cũng không sao hết nha. Mình sẽ tập liên tục trong 45 giây rồi nghỉ 15 giây trong lúc Phoebe giải thích bài tập tiếp theo và mình cứ tiếp tục như vậy. Còn bây giờ thì trải thảm ra và tập với mình nha. Bài tập đầu tiên các bạn sẽ ngồi thẳng trên thảm, chân cong rộng bằng hông, cầm banh trước ngực. Nếu không có banh thì các bạn có thể duỗi thẳng hai cánh tay ra cũng được. Hít vào chuẩn bị và thở ra nhấn rốn vào cột sống. Hơi đổ chậu về sau sao cho người cong thành hình chữ C. Giữ chữ C này đổ người xuống chút xíu rồi hít vào giữ một nhịp. Thở ra vẫn giữ người ở chữ C, đưa người về khi khung chậu trở lại về trung tính. Hít vào là chồng từng đốt sống một lên nhau rồi ngồi thẳng trở lại. Bài tập này cần chậm rãi và cố gắng giữ cột sống hình chữ C lúc đưa người xuống. Để giữ hình chữ C thì các bạn nhớ nhấn rốn vào cột sống xuyên suốt chuyển động và chỉ cho phép cột sống giãn thẳng ra lúc ngồi dậy ở sau cùng. Vai và ngực giữ mở, thẳng và không đóng về phía trước, tất cả lực dồn vào cơ bụng. Các bạn nằm xuống thảm, cong hai chân rộng bằng hông, hai tay duỗi thẳng qua đỉnh đầu, hít vào đưa hai cánh tay lên trần mắt nhìn theo và thở ra nhấn rốn vào cột sống đưa người rời khỏi thảm từng đốt sống một. Giữ cột sống hình chữ C đưa người lên cao cho tới khi mắt bạn nhìn thẳng xuống giữa hai đùi nhưng không bị sụp bụng vào đùi nha. Hít vào giữ và thở ra bắt đầu đưa người trở lại xuống thảm và đặt từng đốt sống một lên thảm từ xương cụt đến đỉnh đầu. Một điều các bạn lưu ý với Phoebe là bài này chúng ta cố gắng không dùng trớn để đi lên và không dùng trọng lực để đổ người xuống cái ầm nha. Mọi chuyển động cần chậm rãi và kiểm soát để bạn cảm nhận được cơ bụng thật sự hoạt động. Rồi các bạn đặt hai cánh tay thoải mái bên cạnh người, chân đưa lên tư thế cái bàn. Chúng ta sẽ dùng bụng nhấc cánh tay và ngực lên, giữ chân cong, quạt cánh tay hít vào 5 nhịp và duỗi chân thở ra 5 nhịp. Các bạn chú ý là mắt sẽ nhìn về giữa hai đùi và vai nhấc khỏi thảm để tránh tạo áp lực lên cổ. Rốn cần nhấn xuống cột sống để giữ cho lưng dưới không bị võng lúc duỗi chân ra. Nếu lưng và bụng của các bạn chịu không nổi thì cứ giữ chân cong lúc thở ra giùm Phoebe cũng được nha. Các bạn đặt trái banh vào giữa hai bả vai, hai bàn tay đang đặt sau đầu, chân vẫn giữ ở tư thế cái bàn, mở rộng bằng hông, hít vào chuẩn bị và thở ra giữ chân ở góc 90 độ, đưa gối ra xa chạm xuống thảm, hít vào lại đưa chân về và thở ra lặp lại với bên còn lại. Đối với các bài tập bụng thì các bạn cứ tập càng chậm thì nó càng hiệu quả nên đừng cố gắng làm nhanh cho đủ số lần nha. Giống như bài vừa rồi, như lần này chúng ta sẽ thay phiên duỗi từng chân một ra xa cơ thể, hít vào chuẩn bị và thở ra duỗi chân ra xa, hít vào chân gặp nhau ở tư thế cái bàn và thở ra duỗi chân bên kia ra trở lại. Bài tập này cực kỳ hiệu quả để tạo thắt eo và hai cái đường hai bên. Có một điều cực kỳ quan trọng đối với cơ bụng là ngoài tập tành các bạn cần ăn uống cho kỹ càng nha. Nếu các bạn có cơ mà vẫn nhiều mỡ thì mình sẽ không thấy các cơ đó đâu hết trơn á.
Rồi bài tập tiếp theo, tư thế chuẩn bị vẫn như hai bài tập vừa rồi, đặt banh ở giữa hai bả vai, hai bàn tay đang đặt sâu đầu, chân vẫn giữ ở tư thế cái bàn, mở rộng bằng hông, hít vào chuẩn bị và thở ra dùng bụng nhấc bả vai lên về phía đầu gối trái, hít vào đưa chân về trở lại và thở ra tiếp tục tập một bên này nha. Bây giờ lúc thở ra chúng ta sẽ duỗi thẳng cánh tay phải về bên phía trái, đồng thời duỗi chân trái ra, hít vào cong chân đưa tay lại về sau đầu và thở ra lại duỗi cánh tay và chân ra trở lại. Chúng ta chỉ tập một bên này thôi rồi chúng ta sẽ lặp lại hai động tác này ở bên kia sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi bên, hít vào chuẩn bị và thở ra dùng bụng nhấc bả vai trái về phía đầu gối phải, hít vào đưa về giữa trở lại và thở ra mình tiếp tục nhấc vai về phía gối trở lại. Tiếp theo lúc thở ra chúng ta sẽ duỗi thẳng cánh tay trái về phía bên phải, đồng thời duỗi chân phải ra, hít vào cong chân đưa tay về sau đầu trở lại và thở ra lại duỗi cánh tay và chân ra trở lại. Bài tập tiếp theo các bạn sẽ nằm thẳng trên thảm, bắt đầu với hai tay duỗi thẳng lên trần và hai chân ở tư thế cái bàn rộng bằng hông, hít vào chuẩn bị và thở ra duỗi một cánh tay ở một bên và chân đối diện về hai hướng gượng nhau, hít vào cho tay và chân gặp nhau ở giữa trở lại và thở ra lặp lại y chang ở phía ngược lại. Lúc duỗi người các bạn chú ý lưng dưới của mình nha, các bạn phải nhấn rốn và ổn định cơ bụng cho lưng không bị võng lên, chân chỉ đưa xuống thấp tới mức mà bụng và lưng của các bạn có thể ổn định được thôi nha. Rồi các bạn sẽ chống tay đưa người về tư thế tứ chi cho bài tập tiếp theo, duỗi thẳng một chân ra lúc hít vào và thở ra cong gối đưa về ngực, hít vào lại duỗi thẳng chân ra trở lại.
Rồi chúng ta sẽ nhấc gối lên khỏi thảm về tư thế plank, chân rộng bằng hông, hít vào nhấc một chân lên cao và thở ra cong người đưa gối về phía cùi chỏ của bên đối diện. Hít vào chúng ta duỗi thẳng người ra trở lại và tiếp tục lặp lại ở một bên này thôi nha. Mình sẽ tập bên kia sau. Toàn bộ cơ bụng của các bạn phải được giữ thật ổn định để bảo vệ lưng dưới. Rồi bây giờ mình sẽ lặp lại hai động tác trên ở phía bên kia. Các bạn duỗi thẳng một chân ra, lúc hít vào và thở ra cong gối đưa về ngực, hít vào lại duỗi thẳng chân ra trở lại. Chuyển động cần chậm và tập trung vì các bạn cần ổn định cơ bụng để giữ thăng bằng cho động tác này. Rồi các bạn đưa người về tư thế shell stretch để giãn các đốt sống lưng ra. Cảm ơn các bạn đã tập cùng với mình ngày hôm nay. Ngoài tập bụng thì việc quan trọng hơn cả là tập chế độ ăn uống ít đường và ít béo, kết hợp với các bài tập nhịp tim cardio nếu các bạn có thời gian nha. Nếu các bạn thấy bài tập này có ích thì hãy chia sẻ cho những ai đang cần. Cho Phoebe một nút theo dõi trên kênh và kết bạn với mình trên Instagram và TikTok nữa nha. Nếu các bạn muốn tập trực tiếp trên máy với mình thì hãy ghé Reform Pilates Sài Gòn ở 118-8 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền nha. Chúc các bạn luôn khỏe và bye bye!